Sẽ là một chiếc video hỗ trợ anh em chỉnh giờ, một chiếc Casio World Time đã đi vào huyền thoại. Mã sản phẩm sẽ là AE1002, anh em hay gọi như vậy ha, cho thân thuộc. Và tất nhiên phiên bản này đầy đủ chi tiết, nên là nó sẽ hơi dài một xíu, anh em hãy ngồi xuống và bình tâm nha. Chào mừng anh chị em đã quay trở lại với kênh review của Sơn Hồn Smile. Nếu đây là lần đầu tiên anh em thấy được video của shop, em rất mong nhận được một like và subscribe từ phía anh chị em để em có động lực làm video sau tốt hơn và sẽ rõ ràng và chi tiết, đặc biệt là những phiên bản mà hướng dẫn chỉnh giờ như thế này nha. Rồi trước hết thì em sẽ nhận chỉnh giờ ngay, chứ không có giới thiệu về chức năng. Nhưng mà đã chỉnh giờ thì anh em phải xác định được cái bản giờ của mình trước. Ví dụ như anh em thấy chữ WT là World Time ha, thì chúng ta sẽ bỏ qua. Anh em đang nằm ở chức năng nào đó hoặc là ở alarm thì cũng bỏ qua, để mình bấm mode để nó trả về đúng cái chữ Tokyo ha, múi giờ Tokyo, và nó hiển thị đây là thứ nè, giờ giờ cho mình đầy đủ nha. Rồi nó mới lúc này mình mới bấm chữ nút adjust để chỉnh giờ được, và adjust bấm để khi nào nó nhấp nháy thì ok. Đó, khi mà dây nhấp nháy là mình chỉnh giờ được, thì anh em cứ bấm mode nha. Đó, nó chỉ hiển thị DST là daylight saving time, thì cái này mình bỏ qua bởi vì mình nên bấm on off được ở đây, mình sẽ nhanh hơn một tiếng thôi, thì sẽ dành cho những ở những quốc gia phía Bắc Âu của mình á, hoặc là ở phía đảo phía trên xứ đảo nhiều nha, thì mới cần. Còn mình ở trong nhiệt đới thì mình cứ tắt off giúp em. Rồi bấm adjust tiếp, bấm mode, sorry anh em, bấm mode để tới múi giờ. Thì đang ở Tokyo, mặc định của máy thường sẽ nằm ở Tokyo ha, thì anh em bấm set hoặc like để tăng giảm nè. Thì khi anh em bấm giảm thì nó sẽ hiển thị ở đây, sẽ chạy nè, em bấm giảm này đi để mình coi được cái múi giờ Tokyo, thì tới bắt đầu sẽ tới mình rồi. Đây, Hồng Kông rồi nè, Singapore rồi tới mình. Đó, anh em chấp 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 trên này rất là tiện lợi ha, rất là dễ để mình xem. Rồi mình BKK đúng rồi nè. Và mod tới tiếp. Ở lộn, mod dưới đây chứ. Rồi, nó sẽ có AM và PM, anh em lưu ý với AM và PM ha. Bấm lùi lại nè, thì nó hiện qua AM nha. Rồi just mod 9 phút nè, thì nó sẽ có tăng giảm nha. Rồi mod tới, cái này sẽ hiển thị cho mình 24 giờ. Em chỉnh muốn để 14 giờ hoặc 24 giờ thì bấm ở đây. Rồi, tiếp theo bấm mod tiếp, một cái mod để mình chỉnh thôi. Chỉnh ngày lên, em bấm giảm cho anh em cái này nè. Được tới 999 luôn nè, ghê chưa, 2099 luôn nè, quá dữ. Rồi tiếp theo mod tiếp, anh em nếu mà không chưa biết cái này nó là ngày hay là ngày tháng hay là ngày á, thì anh em cứ bấm lùi lại là anh em biết. À đó, chứ mắt ta sẽ chỉnh được tháng nha, tháng xong rồi tới ngày, lùi lại nè, tăng giảm, cứ mod xong rồi tăng giảm nha. Rồi cái LT quan trọng, đó là LT ha, LT sẽ là light time. Thì light time này thì nó sẽ báo cho mình thời gian đèn sáng á, mình sẽ chọn được hai chế độ thôi, 1 giây hoặc là 3 giây là xong. Khi anh em chỉnh xong hết thì anh em mod lại ở đây để mình canh dây. Nếu mà người nào rất là kỹ tính, anh em thích canh dây á, thì anh em chỉnh xong hết rồi bấm cuối cùng để mình canh dây ha, cái bấm thì nó sẽ trả về không để mình canh nha. Rồi xong hết thì mình adjust là ok, xong cách chỉnh giờ. Thì video tới đây các anh em có thể gần được ha. Nếu anh em muốn coi thêm thì họ sẽ coi tiếp nha. Đây coi tiếp thì tới mà bấm mod tới để giới thiệu, em sẽ giới thiệu những cái chức năng khác. Ví dụ như WT là World Time, thì anh em cứ bấm hai nút này để mình chỉnh tới thôi. Cairo của Ai Cập nè, và một vài quốc gia khác, em thì vòng cái kia thì em biết thôi, còn khu này thì hết biết rồi. Đó, BKK của mình nè, Singapore, Hồng Kông ha, rồi tới Tokyo. Đó là mình coi được giờ tất cả quốc gia thế giới luôn. Thì một cái quy tắc nó là họ cộng thêm nửa tiếng như thôi, nó khá là đơn giản nha. Rồi mod tới tiếp, cái này sẽ là alarm. Alarm thì anh em muốn tắt mở cái alarm này quan trọng nè, nhiều khi nó kêu hoài ồn ào, thì anh em cứ bấm chết, bấm buông liền nha, không có giữ, bấm buông nha nè. Đó, một on nghĩa là nó kêu một lần xong nó tắt, hoặc là on thì là ngày nào nó cũng kêu. Rồi off là quan trọng nhất ha. Còn em muốn chỉnh giờ thì bấm adjust giữ luôn. Đó, mặc định nó sẽ on một lần nè. Rồi em bấm chỉnh giờ cộng trừ thôi. Ví dụ như giờ phút gì đó cộng lên, cộng trừ. Cứ nguyên tắc giống nhau ha, adjust cộng trừ để mình chỉnh nè. Để em mới trả nó về lại cái của nó gì đó. Rồi, trả về đúng của nó ha. Cho anh khách anh nhận hàng anh đỡ bỡ ngỡ thế lộn xộn. Rồi, nên em nhớ bấm cái này. Để mặc định nè, và nhớ tắt nó đi nha, quan trọng là tắt nó đi nha, nếu thôi nó kêu là mình mệt mỏi luôn á. Rồi là xong. Còn cái này sẽ là đếm tới, hay gọi là timer ha. Timer nếu anh em để mặc định về bấm á, thì nó sẽ là 24 giờ nha.
Rồi, trả về. À chết, để trả về zero ha. Reset lại, bấm giữ luôn. À chết. Để mình chỉnh cái giờ muốn đếm lùi. Ví dụ như anh em lục lục trứng đi. Lục trứng thì mình cần ủa này không cần tới giờ đâu, 1 phút thôi. Ví dụ lục trứng thì anh em cần tùy, ví dụ như 5 phút, ví dụ nha, 5 phút nha. Để bấm bấm lại. Thì đã set up 5 phút. Rồi bấm cho đếm lùi lại. Nha, cái này nó rất là tiện, cái việc này rất là tiện, anh em muốn đếm lùi một cái gì đó thì xài cái chức năng này là ok. Rồi chỉ tiếp tục bấm giữ, dừng lại và trả về không đó. Thì nó đỉnh này và em sẽ trả về không không luôn cho như mới, như khách hàng nhận ta họ đấy kỳ kỳ. Dạ, như vậy không không đó, và đến không không của nó này nó sẽ là 24 giờ nha. Rồi mod đó, đến từng giây luôn. Adjust. Rồi tiếp theo sẽ là stopwatch, là mình bấm đếm tới bình thường ha, mình hay đếm. Đó. Và tiếp tục bấm adjust để mình trả về không không. Rồi mất cái nữa thì quay trở lại với màn hình chính của chúng ta, màn hình giờ anh em hay dùng tới. Màn hình giờ ta sẽ có hiển thị giờ ở đây, múi giờ trên đây, và cả cái giống như cái là bàn hiển thị. Cái này là cái đồng hồ tương, họ sẽ làm tương tự như đồng hồ kim. Anh em thấy 8 giờ 48 nè, kim phút nè, kim giờ nè, à, kim giờ nè, kim phút nè, và kim giây ở đây đó. Họ làm nó tương tự như cái đồng hồ kim đó, nhưng mà hiển thị điện tử cho chúng ta. Thì hy vọng video này sẽ giúp ích cho anh em cách chỉnh giờ của chiếc đồng hồ nha. Nếu có thắc mắc gì thì cũng bình luận ở dưới video để em biết và hỗ trợ anh em chỉnh giờ tiếp ở những con đồng hồ khác nữa. À, cảm ơn em đã xem hết video. Hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo. Và nếu thấy video này hay, rất mong nhận được một like và subscribe từ phía anh chị em nha. Bye bye và xin gặp lại.